Nhà đất xin kính chào quý anh chị. Hôm nay nhà đất đang tải lên một mảnh vườn cà phê cây ăn trái ở tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Chưa hết để nhà đất giới thiệu lô đất chúng ta về đường đi nối lại đây ạ. Từ vị trí đây, quý anh chị thấy con đường này đây ạ. Con đường này rộng khoảng 8 mét để đi lên quốc lộ 14A. Từ vị trí đây lên tới đường quốc lộ 14A thì bán kính trong vòng khoảng 120 mét đổ lại thôi ạ. Tí nhà đất sẽ bay lay cam, quý anh chị sẽ thấy chỉ chúng ta vườn chúng ta chỉ cách một lô cao su là chúng ta về tới vị trí lô đất chúng ta là cách đường quốc lộ 14A. Và lên tới thành phố Pleiku, Gia Lai cũng như sân bay thì bán kính trong vòng khoảng 28 km nha quý anh chị, 28 km. Về tới trung tâm ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, nhà thờ, nhà chùa, ngân hàng vân vân thì bán kính trong vòng khoảng 3 cây số đổ lại nha quý anh chị, chỉ 3 cây số là chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê ạ. Và hôm nay nhà đất đang tải lên một lô đất có diện tích là 3 hecta. Điều đặc biệt đất chúng ta có hai mặt đường ôm trọn cái vườn chúng ta đây ạ. Tí nhiên đất sẽ bay lên cam quý anh chị sẽ thấy. Theo mặt đường đây thì ôm cái vườn của chúng ta thì khoảng 200 mét nha quý anh chị. Khoảng 200 mét mặt đường đây. Mà bắt đầu ranh giới của chúng ta là từ đây ạ. Tổng là 3 hecta nha quý anh chị. Đất chúng ta giáp suối. Nói về nguồn nước thì bao nước cho quý anh chị. Tí nhiên đất sẽ bay lên cam quý anh chị sẽ thấy. Và có 3.000 trụ tiêu. Nhưng tiêu thì chết hết rồi. Chỉ còn sống một số không đáng kể nha quý anh chị. Chỉ còn vài trăm trụ thôi ạ. Và hiện tại là gia chủ đang trồng chanh dây. Và cây này gọi là cây củ từ ạ. Cây củ từ đây quý anh chị. Và có 2.000 gốc đinh năng. 2.000 gốc đinh năng trồng vào năm thứ 3 tuổi nhé quý anh chị. Một lô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Hoặc chúng ta về đây định cư sinh sống. Điều đặc biệt lô đất chúng ta có 2.000 cây gáo ạ. 2.000 cây gáo vào năm thứ 5 tuổi. Quý anh chị thấy cây gáo đây ạ. Và có 2 căn nhà cấp 4. Điện nước đầy đủ nha quý anh chị nhá. Một lô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Với diện tích đây phù hợp cho một gia đình chúng ta về đây định cư làm nhà ở tại đây. Một lô đất đẹp chỉ cách quốc lộ 14A chúng ta bán kính trong vòng khoảng 120 mét đổ lại thôi ạ. Thuận tiện đường đi cho con em chúng ta ăn học định cư ở đây, đi chợ bán kính trong vòng 3 cây số đổ lại. Và có 1.000 cây cà và 120 cây sầu riêng. Phải nói một lô đất đẹp nhé quý anh chị nhé. Đó, con đường của chúng ta trải dài trên đầu vườn đây là khoảng 200 mét. Đây ạ. Trước kia là gia chủ trồng toàn bộ cái diện tích đây là tiêu. Tiêu chết hết rồi, bây giờ gia chủ mới xuống được khoảng 1.000 cây cà phê. Cà phê toàn bộ giống mới TR4 bắt đầu cho chúng ta vào thu bói thôi ạ. Sầu riêng cũng vào năm thứ 2 tuổi thôi nhé quý anh chị. Chỉ năm thứ 2 tuổi thôi. 120 cây sầu riêng, 2.000 cây gáo, 3.000 trụ tiêu và 2.000 gốc đinh lăng. Một lô đất quá đẹp luôn với chất đất đỏ màu bã giang. Đất chúng ta có độ dốc không đáng kể nhé quý anh chị nhé. Không đáng kể. Có hai căn nhà cấp 4 nhỏ dưới đó. Đó, một căn đó và một căn đây đây ạ. Đó, quý anh chị thấy cái đường của chúng ta là ăn vòng theo vườn chúng ta khoảng phải trên 200 mét nha quý anh chị, trên 200 mét. Và đây, đã được rào rộng vùng quanh, đây là cái cửa để đi vào cái căn nhà. Căn nhà cấp 4 chúng ta có thể về đây chúng ta ở sinh sống để chúng ta định cư ở đây chúng ta làm vườn. Đây ạ, 2.000 cây gáo thế này nha quý anh chị, 2.000 cây. Nếu cây gáo này vào năm thứ 4 tuổi rồi thì chúng ta vào khoảng năm thứ 7, thứ 8 là chúng ta bắt đầu vào thu hoạch. Thì như gỗ gáo vàng, đây gọi là gỗ gáo vàng nha quý anh chị nhá. Một chất gỗ quý. Gỗ này chúng ta chuyên đóng là phông, đóng giường, đóng tủ đây ạ. Ở thời điểm này nó giao dịch khoảng 12 triệu một khối nha quý anh chị nhá. Đó, được gia chủ chăm sóc bài bản. Này, chất đất thì quý anh chị thấy rồi ạ. Đây là căn nhà đầu tiên ạ. Để cho đất nhắc lại tổng diện tích là 3 hecta, gia chủ đưa ra một cái giá. Bởi vì đất này đất gần quốc lộ và gần trung tâm thị trấn. Gia chủ đưa ra với cái giá là 4 tỷ 150 triệu ạ. 4 tỷ 150 triệu bao sang tên cho quý anh chị. Có thương lượng nhẹ nha quý anh chị nhá. Vẫn còn thương lượng. Quý anh chị là quan tâm thì liên hệ với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442. Nhà đất tư vấn chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo và chúng ta sẽ trực tiếp gặp chủ nhà thương lượng giá. Quý anh chị là mua đầu tư hoặc về đây định cư thì nhanh tay điện cho nhà đất. Một lô đất quá đẹp.
2.000 cây gáo quý anh chị đã biết rồi. Nếu mà đôi khi để cho chúng ta thu thì cũng hơi bị nhiều tiền. Đó. Chị đường xe ô tô của nhà đất đi vào tới đây rồi ạ. Đó, quý anh chị thấy ạ. Chủ đất đang đến sau đi ô tô kìa anh. Mic. Chủ đất. Đây là con đường bờ lô. Là gia chủ mở con đường để đi vào vườn của chúng ta để làm đây ạ. Con đường này rộng khoảng 6 mét. Đó, vườn đinh lăng này, quý anh chị thấy. Đó. Hơn 2.000 gốc đinh lăng. Rồi, quý anh chị là quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất. Bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi live cam để biết vị trí cái vườn của chúng ta và đường đi nó thuận tiện thế nào ạ. Quý anh chị là quan tâm, nhà đất sẽ đưa quý anh chị về đây trực tiếp để xem vườn. Xin chào và hẹn gặp lại.